Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, thời tiết Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng đến nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ C và có nơi trên 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng kèm với độ ẩm không khí tia cực tím cao gây cảm giác bỏng rát và oi bức. Thời tiết này rất dễ sốc nhiệt và các bệnh về da cho người dân. Tình hình xâm nhập mặn hiện nay thì tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang giảm dần theo chu kỳ chiều cường. Hiện nay chiều sâu danh mặn 4 phần nghìn lấn sâu vào nội đồng tại sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây khoảng từ 90 cho đến 110 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại từ 50 cho đến 60 km, sông Hàm Luông từ 55 cho đến 60 km, sông Cổ Chiên 50 cho đến 60 km, sông Hậu từ 40 cho đến 50 km và sông Cái Lớn từ 45 cho đến 55 km. Thưa quý vị, giai đoạn chiều thấp này, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt, phục vụ cho nông nghiệp và dân sinh. Trong thời gian tới, tình hình xâm nhập mặn tại các địa phương diễn biến như sau. Tại tỉnh Tiền Giang, hiện nay xâm nhập mặn còn sâu khoảng từ 50 cho đến 55 km vào nội đồng. Từ nay cho đến cuối tháng 4, độ mặn sẽ giảm dần và ngày 30 tháng 4 sẽ giảm còn từ 45 cho đến 50 km. Tại tỉnh Bến Tre, thời gian còn lại của mùa khô, các sông tại tỉnh này còn các đợt xâm nhập mặn từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Trong tháng 5 sẽ xuất hiện hai đợt xâm nhập mặn rơi vào ngày 6 cho đến ngày 12 tháng 5 và ngày 19 đến ngày 25 tháng 5. Trong tháng 6, mặn giảm nhanh và lùi xa dần về cửa sông. Đối với tỉnh Long An, tình trạng xâm nhập mặn tiếp tục ở mức độ sâu hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Thời gian xâm nhập mặn tăng cao tại các sông từ nay cho đến đầu tháng 5, sau đó thì xâm nhập mặn có khả năng là sẽ giảm dần. Thưa quý vị, bệnh đốm vằn trên lúa hay còn gọi là bệnh ung thư được phát hiện và mô tả đầu tiên vào năm 1910 ở Nhật Bản. Sau đó thì bệnh này cũng được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới. Bệnh đốm vằn là một trong những bệnh gây hại quan trọng trên ruộng lúa ở nước ta và các nước trồng lúa trên thế giới. Bệnh thường xuất hiện từ 40 ngày sau khi xạ cho tới khi lúa trổ. Đầu tiên sẽ là những vết bệnh xuất hiện trên bệ lá ở gần gốc lúa và đôi khi lây trực tiếp qua lá ở những cây bị bệnh xung quanh. Để phòng trị căn bệnh này trên cây lúa, bà con cần lưu ý như sau. Trước tiên cần làm cỏ xung quanh ruộng, trong ruộng và kênh mương dẫn nước. Gieo xạ với mật độ thích hợp từ 150 cho đến là 200kg trên 1 hecta xạ bằng tay và từ 80 cho đến 100kg hecta xạ bằng máy xạ hàng. Sử dụng phân bón thích hợp, dùng bảng so màu là lúa và bón phân cân đối theo quy trình bón phân. Sử dụng các thuốc hóa học như là Valdamycin 3DD, 5DD-SL, Bonaza 100DD-SL, Monseren 25BTNWP, 250DD-SL, Anvin 50DD-SL. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.